kênh hướng dẫn đầu tư chứng khoán phái sinh Forex vàng. Dựa trên phương pháp Quick Out kết hợp Bollinger Action phân tích hành động giá và dựa trên cấu trúc thị trường ECMC để xác định xu hướng của biểu đồ giá trong chứng khoán. Hãy bấm chuông để đăng ký kênh. Basic Invest chia sẻ kiến thức nền tảng về đầu tư chứng khoán. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại YouTube Basic Invest, kênh dẫn đầu tư nền tảng cơ bản cho nhà đầu tư cá nhân. Ngày hôm nay chỉ số của VN-Index và VN10 giảm phiên ATC đúng không ạ? Giảm rất mạnh. Với hôm nay đóng cửa vùng 1.121, giảm 19,77 điểm. Còn đối với chỉ số của VN30 thì giảm 12 điểm, tương ứng với 1.141 điểm. Như vậy rõ ràng hôm nay cái phiên ATC là đạt cái chỉ số của VN-Index nhiều hơn đúng không ạ? Ngày hôm qua chênh lệch của hai chỉ số chứng khoán chúng ta nó quay lại với các thanh khoản lớn đột biến 20.000 tỷ trở lên thì khối chứng khoán là khối hưởng lợi nhiều nhất trong cái thị trường này. Vì khi mà thị trường mà khối chứng khoán mà vẫn đang nắm giữ dòng rất là dòng dẫn từ đầu năm đến giờ thì chúng ta kỳ vọng vào những nhóm chứng khoán trong thời gian tới. Thì đấy là cái chỉ số của DI. Bây giờ chúng ta đi vào phân tích xem các chỉ số của các dòng chứng khoán, các cổ phiếu dòng chứng khoán và dòng ngân hàng như thế nào. Thì đây là cái chart của cổ phiếu TPB, với cái khung thời gian là một ngày. Thì với khung thời gian một ngày thì bạn thấy rằng cái phiên hôm nay nó bán còn khối lượng thấp hơn phiên hôm qua, và cái chỉ số này nó quay lại cái vùng nền đáy của nó, cái nền đáy ở đây, cái vùng đi lên ở đây. Như vậy ở đây chúng ta kỳ vọng rằng nó sẽ không bị giảm mạnh nữa, và đây có thể là phiên sách cao trước khi đi lên. Ngày mai nếu áp được bán xuống nó có thể nó gãy vùng này, sau đó bán nó mua lên. Với chỉ số của chúng ta RSI đang vùng 32, và nếu nó xuống nữa thì nó rơi vào vùng quá của bán. Và nếu như ở đây nó tạo ra đáy nhưng mà cái chỉ số RSI chúng ta nó vẫn không tạo ra đáy thấp hơn thì nó sẽ chuẩn bị sang cái phân kỳ dương và nó sẽ mua lên. Thì đấy là TPB. Thì với TPB này chúng ta cũng sang cái phân tích ở khung thời gian nhỏ hơn đối với cổ phiếu TPB. TPB ở khung thời gian 1 giờ đúng không ạ? Thì các bạn nhìn thấy rằng nó rơi phía dưới này, quay lại vùng nền với khối lượng tương đối thấp, tương đối giao dịch tương đối thấp. Và khi về vùng nền này thì ta cũng kỳ vọng rằng nó hình thành chúng ta một cái pha. Đây là cái pha đi xuống nữa, pha A đây, pha B đây, pha C đã lên đây, vượt qua cái đỉnh này. Thì với cấu trúc thị trường nó ghi là vượt qua đỉnh ở đây và nó test lại phía dưới này, nếu không gãy cái đáy này, thì chúng ta kỳ vọng rằng nó sẽ sinh lên trong thời gian tới. Thì đấy là cổ phiếu TPB. Bây giờ chúng ta vẫn quay trở lại cái dòng của chúng ta, nó là dòng chứng khoán đầu tiên đúng không? Dòng chứng khoán đầu tiên để chúng ta xem có vấn đề gì. Thì đầu tiên là cổ phiếu AIS đúng không? Cổ phiếu AIS thì các bạn vẫn thấy rằng nó vẫn là cái nền của nó. Hôm nay khối lượng thì giao dịch có tăng hơn phía trước và chỉ số RSI vẫn là vùng 38. Các chỉ số khác như là PE là 4.42, ROE là 11, ROA là 8, EPS vẫn là 2.17. Như vậy là chúng ta thấy rằng chỉ số nó vẫn không có gì thay đổi. Và ngày hôm nay nó chỉ có sự biến động liên quan đến một số nhóm cổ phiếu vừa phiên ATC đạp giảm sàn dẫn đến chỉ số của VN Index giảm 19 điểm mà thôi. Thì đấy là cái khung thời gian một ngày. Nó bây giờ khung thời gian một giờ thì như thế nào? Ở khung thời gian một giờ thì của cổ phiếu AIS ở khung thời gian 1 giờ đây nè, đúng không ạ, là vẫn 9.6 đúng không ạ, các bạn nhìn thấy rằng đây 9.6 thì ở đây nó vẫn chưa chạm vào cái đáy cũ nó cơ, nó vẫn đang trên cái đường cái đáy phía trên. Và khi nó về lại chúng ta thấy rằng ở đây nếu như theo phương pháp quy cọp thì ở đây là pha đi xuống và pha đi lên này, đây và PS đây tạo một cái BC, cái vùng này là vùng đi ngang không có xu hướng, và đây đang test lại cái vùng giá này.
và khi test lại thành công thì nó sẽ lại bật lên. Nhưng mà test thành công lại bật lên với khối lượng thấp như này, chúng ta kỳ vọng rằng cổ phiếu AIS cũng sẽ là cổ phiếu đi lên trong giai đoạn tới. Chúng sang một cổ phiếu nữa với AGR. AGR của phiên này cũng bán rất mạnh luôn, với việc xâm giảm sàn đây, nhưng khối lượng không lớn, chỉ số đi đang vùng 41 và quay lại vùng nền của chúng ta. Và như vậy chúng ta sẽ phải làm lại ở vùng này, đúng không? Phải làm lại vùng này. Và ở đây chúng thấy rằng nó hình thành một cái hộp ở đây đang dao động trong cái vùng biên này. Và trong cái vùng biên này thì chúng ta cái vùng vì vùng đáy này thì nó lại là vùng vùng hỗ trợ của nó. Thì khi vùng hỗ trợ nếu khối lượng cũng thấp thì nó sẽ lại bật lên trong thời gian tới. Đấy là cổ phiếu AGR. Chúng ta sang thời gian nhỏ hơn thì chúng ta xem chúng ta có những điểm mua hay điểm bán gì không. Nếu cổ phiếu AGR ở cũng thời gian 1 giờ thì bạn thấy rằng phiên ATC nó giảm về 15 đúng không ạ? Giảm sàn thì nó chỉ quay lại cái vùng hỗ trợ của nó thôi. Hỗ trợ ở vùng này nó kéo lên vùng trên và chúng ta chờ đợi xem nó lên phía trên này. Với phiên cổ phiếu AGR hình như ra thông tin về cái lợi nhuận nó không được tốt cho lắm nên cuối phiên nó bị đạp xuống. Nhưng bản chất các bạn thấy rằng dòng tiền vẫn vào rất mạnh và bán ra không lớn, không lớn thì ở đây nó vẫn trong giai đoạn tích lũy. Ở đây nó đang giảm xử ở đây là một cái pha đi xuống của quy cọc của VSA, đúng không? Chúng ta pha hồi ở đây đi ngang, ở đây có MSOS chỉ số sức mạnh vượt qua cái đỉnh này và đây nó đang test lại cái vùng dưới này và chúng ta chờ đợi nó test lại ở đây. Nếu thành công ngày mai có thể nó xuống phía dưới này luôn, nhưng nó bật lên thì nó lại trở thành chúng ta những cổ phiếu tiềm năng trong giai đoạn tới. Như vậy thì chúng ta sẽ có một đến hai phiên tới, phiên cơ bản để xác định xem thị trường sẽ đi về đâu. Bước sang cổ phiếu nữa là cổ phiếu BCG. BCG thì nó thấy rằng ở đây đúng không ạ, nó đi lên và nó đang quay lại cái nền của nó. Hôm nay nó quay lại cái nền này với khối lượng tương đối là thấp và đường giá đã phá, nó gãy xu hướng trung hạn. Ở đây nó gãy cả đường MA 200, gãy cả đường MA 150 và các đường MA 50, MA 20 vẫn ở phía trên, nhưng khối lượng nó không thật không lớn luôn. Nếu khối lượng không lớn như vậy và lại về lại cái vùng của hỗ trợ thì khả năng nó vẫn không có sự bật lên trong thời gian tới. Nếu như nó bật lên thì nó lại cho chúng ta cái xu hướng đi lên, bởi vì ở đây nó mới chỉ vượt qua thoát ra một cái nền giá đây, ở đây là nền thứ hai, nó chưa thể nào mà nó phân phối nhiều được, đặc biệt là khi mà khi đi xuống này, khối lượng nó giảm dần như này. Thì đấy là cổ phiếu BCG. Nếu chúng ta sang thời gian 1 giờ thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng ở BCG nó về lại cái nền của nó rồi, đúng không ạ? Ở đây thì có thể ở đây nó còn gãy luôn cả cái vùng đáy đây, đáy gần nhất ở đây. Về vùng 8.5. Nhưng phía dưới này nếu không thời gian lớn thì chúng ta nhìn thấy rõ hơn. Là cái nền phía dưới này, đúng không ạ? Phía dưới này nó bị đi lên. Còn đây là cái nền của đỉnh, nó vẫn đang trong cái nền này. Thì đấy là trong một cái giai đoạn đi xuống nhưng mà khối lượng không quá lớn. Thì khối lượng không lớn này, chúng ta kỳ vọng rằng ngày mai nó có thể là sự hồi phục lại đây. Đấy là cổ phiếu BCG. Chúng ta sang một cổ phiếu nữa, đó là cổ phiếu BMS. BMS thì nó cũng không có gì, nó vẫn quay lại bên nền, đúng không ạ? Và giá nó không phải đóng cửa quá xấu, đặc biệt là chỉ cái khối lượng chỉ là giao dịch từ 50 phiên thôi. Chúng sang cổ phiếu nữa, cổ phiếu BSI. BSI cũng như vậy, phiên ATC đã bị bán rất mạnh, gãy luôn đường MA 20, đang sắp chạm lại đường MA 50 của chúng ta. Khối lượng thì bán không lớn, chỉ số đi đang vùng 47, vẫn là vùng không phải vùng quá mua của chúng ta. Thì chúng ta sang cái khung thời gian là 1 giờ. Nếu khung thời gian 1 giờ thì bạn thấy là đang gãy luôn, đúng không? Gãy luôn cái chân này. Vì gãy luôn cái chân này thì chúng ta để phá được cấu trúc của nó, cấu trúc của nó đi lên từ vùng này. Thì khi nó phải gãy vùng này thì chúng ta mới xác định là xu hướng xuống xuống.
Còn hiện tại thì bạn nhìn thấy là nó bắt xuống đi lên, thể hiện bằng một việc phá đỉnh này đúng không? Phá đỉnh, phá cái đỉnh này mình đi lên mà chưa tạo ra đáy mới thấp hơn, thì đây là cổ phiếu BSI. Và nếu như nó quay lại cái nền này đúng không ạ? Quay lại nền này của chúng ta và phía ATC nó bán không còn lớn, chỉ là khoảng 254 nghìn cổ phiếu mà thôi. Chúng ta sang một cổ phiếu nữa, đó là cổ phiếu BVS. BVS nó vẫn là cái nền của nó đúng không ạ? Nó về cái nền này với khối lượng thấp, không có thanh khoản đây, không có thanh khoản đây, và đang gãy cái đường MA 50 và 20. Nếu giá lại từ đây bật lên thì nó sẽ phải quay lại về đúng đỉnh cũ, đỉnh 30, bị đây nó rũ ra toàn bộ, không còn ai bán ra nữa. Thì đấy cổ phiếu BVS. Và chúng ta nhìn vào thời gian nhỏ hơn, trên BVS có gì? Ở khung thời gian nhỏ hơn thì bạn thấy rằng nó vẫn đi trong cái biên hồi phục của nó đâu, hồi phục lớn đó, từ vùng 23 đến 27 và liên tục, hiện tại vẫn đang tạo ra những cái đáy mới cao hơn đáy cũ luôn. Thì chúng ta có cái đáy gần nhất, thấp nhất thì nó vẫn là đáy này. Đấy này để tạo cái khối lệnh mua lên, tạo cái đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ. Như vậy mưa chờ đợi xem nó có phá đáy không, nhưng về khối lượng thì nó bán ra không mạnh và cái khả năng nó quay lại phục hồi vẫn rất cao. Chúng sang cổ phiếu này, cổ phiếu CTS. CTS thì nó cũng hôm nay rơi cũng phiên ADC, khối lượng không lớn, chỉ số RSI sắp đi vào vùng quá bán của chúng ta và nó quay lại vùng nền này. Hiện tại thì đã gãy hết xu hướng ngắn hạn đúng không? Gãy hết xu hướng ngắn hạn và đặc biệt là cái Fibonacci đã quay về vùng 0.78 này, là vùng giá hồi quy của cổ phiếu. Tôi đi vào phân tích ở khung thời gian nhỏ hơn là không thời gian 1 giờ đối với cổ phiếu CTS. Thì đây là cổ phiếu CTS ở không thời gian 1 giờ đúng không ạ? Thì ở đây nó cũng cái phiên bán ra ATC đây, nó rơi từ vùng 26 sàn về vùng 24 và quay lại cái vùng nền của nó, cái vùng giá đi lên. Như vậy thì chúng ta kỳ vọng rằng ngày mai nó có thể hồi phục lại. Nếu như hồi phục lại bên trên này thì nó mới rơi xuống tiếp, còn không thì kịch bản ta có thể nó rơi xuống gãy đáy thì nó hồi phục lên. Trường hợp mà gãy đáy khối lượng thấp thì nó sẽ hồi phục lên nhanh, còn nếu như nó lên kéo tiếp tục nó kéo lên khối lượng không có thì nó tiếp tục rơi xuống. Thì đây là cổ phiếu CTS. Tôi sang cổ phiếu nữa là cổ phiếu FTS. FTS cũng là cổ phiếu hôm nay bị bán sàn ở phiên ATC vì khối lượng nó không lớn, chỉ số RSI đang vùng 49 là bắt đầu vùng của mua của chúng ta và hôm nay nó gãy cái đường MA 20, vẫn chưa bị gãy đường MA 50, còn cái xu hướng của nó vẫn là xuống đi lên, nó chưa bị gãy xuống. Còn để chúng ta đi vào phân tích theo cấu trúc của nó thì ta nhìn thấy rằng ở khung thời gian 1 giờ thì 1 giờ nó vẫn tạo ra cấu trúc đi lên bằng việc tạo ra đỉnh mới cao hơn, đáy mới cao hơn đáy cũ đúng không ạ? Những cái vùng mua lên là vùng đáy cao hơn, hiện tại nó chỉ về lại cái vùng giá 45 là vùng cái nền gần nhất của nó mà thôi. Xin lỗi đây ạ. Đây dưới đây, nó về đây, nó chưa phá vỡ vì cái khối lệnh của này, nó chưa phá vỡ cấu trúc đi xuống, chút đi lên. Còn nếu tính ra thì ở đây, nếu tính về cái cấu trúc thì người ta xác định rằng đáy ở đây. Ở đây nó bắt đầu thay đổi tính chất của thị trường, nó từ tăng sang giảm. Và ngày mai bạn chờ đợi xem nó hồi phục hay không. Đây là cổ phiếu FTS. Đứng sang một cổ phiếu nữa trong nhóm chứng khoán chúng ta, đó là cổ phiếu HCM. HCM cũng bị bán cuối phiên và khối lượng không cao, khối lượng thấp, gãy xu hướng
gãy đường MA 150. Như vậy xu hướng về ngắn hạn là đã gãy, xuống trung hạn thì đang bị đe dọa đúng không ạ? Nhưng mà cổ phiếu này thì cứ gãy cái đường MA, tất cả đường MA thì sau nó hồi phục rất là mạnh. Chúng ta sang cái thời gian nhỏ hơn, là khung thời gian 1 giờ. Và khung thời gian 1 giờ thì nó có thấy rằng nó về vùng 28 với phiên ATC thì khối lượng cũng cực kỳ thấp luôn, nhưng mà nó làm sàn được, nó làm cho chúng ta là tâm lý hoang mang vì sáng mai có thể áp lực bán đang tiếp tục đưa đẩy xuống, và khi đẩy xuống khối lượng không có thì nó sẽ kéo lên. Đây là cổ phiếu HCM. Nó sang một cổ phiếu tiếp theo, đó là cổ phiếu MBS. MBS hôm nay cũng giảm rất mạnh luôn, gãy luôn các đường xu hướng của ta. Như vậy phiên ATC làm gãy xu hướng ngắn hạn với cắt đường MA 50 ở đây. Chỉ số RSI vùng 42 là vùng, không phải vùng quá quá mua, cũng chưa vào vùng quá bán. Còn cổ phiếu nền nền của nó đi lên là vùng nền này luôn. Nó cũng thời gian 1 giờ. Và không thời gian 1 giờ thì MVS về cái cấu trúc của nó luôn, nó vẫn tạo ra cấu trúc. Đây là cái vùng giá đi lên này. Đây đúng không? Chưa gãy cái này. Chưa gãy cái này. À, nó gãy cái đây vùng này rồi. Gãy cái chân này để tạo ra cái đỉnh này. Nhưng mà sâu xa của nó thì chúng ta tìm thấy rằng nó về đây, cái khối lượng về đây nó đẩy lên vùng giá cao hơn. Đúng không? Như vậy nó vẫn chưa chưa phá thành cấu trúc của cổ phiếu, nó vẫn đang trong cấu trúc đi lên, và ở đây thì nó có sự bán mạnh hơn so với cổ phiếu khác, bán mạnh hơn cổ phiếu khác. Đấy là cổ phiếu MVS. Chúng sang cổ phiếu nữa, đó là cổ phiếu ORS. ORS cũng bị bán như vậy đúng không ạ, cũng bị ATC và cũng được không cao. Hôm nay nó vẫn gãy đường MA 50 và vẫn chưa hồi phục lại sau cái phiên hồi phục này, với khối lượng tăng cắt đường MA 50 đi lên nhưng mà nó vẫn không trụ được và tiếp tục đi xuống với khối lượng thấp như này. Thì khối lượng thấp gặp lại vùng vùng hỗ trợ thì nó sẽ khả năng bật lên sẽ rất là cao. Nếu không thời gian 1 giờ, nếu không thời gian 1 giờ thì lại về vùng hỗ trợ đúng không ạ? Chúng ta nhìn rõ hơn ở vùng này, vùng giá này đang tạo ra cái đỉnh cao nhất ở đây, và khối lượng bán ra cũng thấp, nó thấp không phải là cao, và chúng ta có một cây nến kéo lên rất mạnh nhưng mà cũng không thể làm trụ được luôn với 3 triệu cổ phiếu được cái nến này, nhưng ngay sau đó sau các phiên nó đã bị tạt về đây với khối lượng giảm dần. Thì lấy cổ phiếu ORS, lấy cổ phiếu ORS này thì về vùng dưới này là vùng chúng ta bắt đầu mua đúng không ạ? Thì đấy là chúng sang cổ phiếu tiếp theo, đó là cổ phiếu SPS đúng không ạ? SPS cũng về lại cái nền đúng không ạ? Vẫn về lại cái nền, khối lượng thấp. Cổ phiếu SHS thì bạn nhìn thấy cổ phiếu SHS đây cũng bị đạp đúng không ạ? Một khối lượng không lớn, hôm nay giảm rất mạnh. Được không thời gian 1 giờ thì bạn nhìn thấy rằng giảm từ 18 về 16, như vậy rất là cao đúng không ạ? Kịch biên, khối lượng tương đối là lớn, khối lượng này là lớn đúng không ạ? Còn lớn như vậy thì chúng ta cần phải quan sát vùng này, nếu như giảm quá mạnh thì chúng ta không nên nắm giữ. Nhưng mà nó về cái nền này thì cái việc chúng ta là bây giờ là tâm lý đúng không ạ? Giữ hay không giữ mà thôi, và đợi nó hồi phục thì chúng ta có thể thoát được hàng. Nhưng người bản chất nó phải kéo lên một lần nữa, ít nhất phải kéo lên vùng trên này lần nữa để nó phân phối, chứ nó chưa thể phân phối được trong phiên ngày hôm nay với việc đảo ATC. Khi mà lên vùng này đúng không ạ, nó kéo lên với khối lượng thấp thì lúc ấy nhà đầu tư mới lại mua vào, và mua vào thì lúc ấy nó sẽ phá luôn cái đỉnh này, phá luôn cái đáy này. Đây là cổ phiếu SAS. Rồi cho sang cổ phiếu nữa là cổ phiếu SSI. SSI hôm nay hai chiều hướng trái ngược, là khối ngoại thì mua và khối nội thì bán, nhưng mà về khối lượng thì nó không cao, chỉ 19 triệu cổ phiếu. Và hôm nay nó gãy đường MA50 của ta, gần gãy xu hướng. Còn khung thời gian 1 giờ thì các bạn nhìn thấy
về lại vùng hỗ trợ em ạ, vùng hỗ trợ này. Và về vùng hỗ trợ này thì cái khối lượng nó cũng, đây là khối lượng lớn nhưng mà có sự cân bằng, cái nến doji cân bằng đây, sau đó cái nến này đánh xuống nhưng mà khối lượng không cao. Thì ở đây nó khi mà ngày mai chúng ta chờ đợi xem ngày mai khối lượng đầu phiên nó mà cao trước 11 giờ, nó cao thì chúng ta sẽ gãy tiếp, còn nếu không thì nó sẽ bật lên, bật lên ngay như một quả bóng tennis, còn không thì nó sẽ nằm luôn như một quả trứng. Bước sang cổ phiếu nữa của dòng chứng khoán đó là cổ phiếu VCA. VCA hôm nay cũng giảm rất mạnh luôn, từ vùng trên này về vùng dưới, về lại vùng đáy cũ và khối lượng từ thấp. Thì khi khối lượng thấp này ngày mai nó có thể test lại cho chúng ta, tạo ra một đáy nữa, nếu như nó đi lên được thì nó sẽ là cũng là một cái cổ phiếu mạnh của thị trường. Chúng ta sang cái khung thời gian 1 giờ xem cổ phiếu SPCI nó có điều gì. Ở khung thời gian 1 giờ đúng không ạ, thì các bạn nhìn thấy rằng ở đây giá là về vùng 40 đúng không ạ, giá đang ở 30, 38 năm. Hiện ở đây đây vẫn là giá 40 luôn, nhưng mà thực sự là nó về lại vùng 38 chục năm rồi, và mình chờ đợi xem ngày mai nó có hồi lên hồi phía trên này không, bởi vì đây đóng cửa đang 40, 2:30 đang là 40.4 luôn, thì về vùng dưới này. Thế là cổ phiếu VCI. Bước sang cổ phiếu nữa đó là cổ phiếu VDS. VDS thì hôm qua cầm cự được tăng 3% nhưng hôm nay cũng là giảm luôn, hôm nay cũng là giảm và gãy cái đường MA 20 đang kéo lên, đường MA 50 thì nó tiếp tục gãy xuống, cái khối lượng cũng không có quá cao, khối lượng cũng tương thấp, và vì lại cũng nền này với như vậy thì chúng ta chờ đợi cái phiên ngày mai nó có hồi với không. Còn không thời gian 1 giờ thì các bạn nhìn thấy rằng VDS nó vẫn chưa phá cấu trúc nữa, nó hôm nay mới hình thành một cái biên TR mà thôi, đây là một biên TR dao động sideways đúng không? Chưa xu hướng. Khi nó vượt cái đây rồi nó vượt vượt đỉnh, quay nó test lại vùng giá dưới này. Thì khi test thành công thì nó lại bật lên thôi. Còn nếu không thì bạn biết rằng khi mà test được vùng này nó khối lượng vẫn cao luôn, thì sẽ rơi tiếp vùng dưới này, vùng dưới này. Nhưng mà chúng ta chờ đợi thấy rằng ở đây cái nến mua lên rất mạnh, sau đó cái nến bán ra cũng không quá, khối lượng không có cao. Như vậy không phải là bàn tay của tất cả tổ chức, nó chỉ là một phần thôi. Đây là cổ phiếu VDS. Xem một cổ phiếu nữa trong nhóm chứng khoán là cổ phiếu VIX. VIX này cũng giảm luôn, đây cũng giảm, đây khối lượng cũng không có cao. Như vậy VDX như các cổ phiếu ngân hàng chứng khoán khác thì nó cũng về lại vùng nền của nó, đây là cái nền hàng ngắn hạn mà thôi. Còn về phía dưới này, nền phía dưới này là nền 12, đây là nền 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 cứng của nó. Bạn nhìn thấy rằng ở cổ phiếu VX đây nó về lại nền này, nó có gap này, khối lượng bán ra không quá cao ạ. Đây cổ phiếu VX. Sang cổ phiếu cuối cùng là cổ phiếu VND. VND cũng bị giảm lại, về lại nền đây, nền 20 đây, nền này nền mua lên nó và đang giảm về nền cũ, khối lượng thấp, chỉ RSI là vùng cho mua. Còn khung thời gian 1 giờ thì như thế nào? Khung thời gian 1 giờ thì bạn nhìn thấy là nó về lại vấn đề, nó chưa phá cấu trúc nữa. Ở khung thời gian nhỏ hơn thì bạn nhìn thấy rằng nó rõ ràng nó hình thành một cái mô hình cho chúng ta. Mô hình đây là pha A đi xuống này, pha B đây. Và đây đang test này, chạy ra M, chạy ra M, SOS đây. Thì ở đây, nó vì nó test lại vùng TR của chúng ta. Thì vùng này là cái vùng hỗ trợ cổ phiếu, cái khối lượng lớn như này đi lên bán ra không quá cao ạ, thì ta kỳ vọng rằng ngày mai nó cũng hồi hồi lên phía trên này, hồi lên thành công hay không thì chúng ta phải đợi xem khối lượng nó như nào, và các tổ chức có mua lại không hay là nó bán ra tiếp, nó chỉ kéo lên vùng trên này để nó bán ra, thì đấy là cái cách chúng ta phân tích. Còn hiện tại nó cũng chưa có điểm, khi về hỗ trợ này chúng ta chỉ có thể mua vị thế hoặc mua dần dần mà thôi, ta không nên mua tài khoản bởi vì nó chưa biết là xu hướng của nó là xu hướng như nào. Thì đây là toàn bộ của cái phân tích của tôi về cái nhóm chứng khoán trong cái phiên ngày hôm nay, ngày 17 tháng 10.
và chúng ta sẽ bước vào ngày mai ngày 19 và ngày 18 tháng 10, và chúng ta sang ngày thứ năm là ngày 19 tháng 10 sẽ là phiên đáp sinh. Chúng ta sang một cái dòng nữa của nhóm trụ là nhóm ngân hàng đi. Hôm qua chúng ta phân tích thì có một số ngân hàng nổi bật trên ACB, MSP đúng không ạ? Hay là TPB, TPB thì có ấn tượng. Nay chúng ta xem có điều gì xảy ra, điều gì. Vì hôm nay bán ra là cái dòng của ngoài VN30, không phải nhóm ngân hàng. Thì bạn thấy rằng hôm nay đối với CTG đúng không ạ? Nó bán ra thấp, có lượng thấp đúng không ạ? Thấp hơn các phiên khác rồi. Và chỉ số đi đang vùng 36, về vùng hỗ trợ này. Đấy, nếu như ngày mai nó có xấu thì nó giảm thêm một chút nữa ở đây. Và bây giờ xem nó bán ra mạnh nữa không. Còn đây là bán ra rất là thấp rồi. Đúng, thời gian nhỏ hơn. Đây đúng, thời gian nhỏ hơn. Thì bạn thấy nó đang đi xuống ấy. Nó có một cái quãng thường, một quãng đi lên hồi lại đúng không? Nó cho thấy rằng cái phe bán nó bắt đầu yếu dần rồi, và phe mua nó bắt đầu quay trở lại. Và khi nó bán xuống, nó bán rất thấp, tương đối thấp, không phải quá nhiều. Vì ở đây nó bán nhiều này, nó về nó mua lại đúng không? Xong nó lại kéo lên. Thì đây CTG. Chuyển sang cổ phiếu Vietcombank. Vietcombank hôm nay bạn thấy là nó vẫn giữ được cái vị thế của nó luôn, nó vẫn đi ngang sideways, quay cái nền giá này với khối lượng thấp. Thì với khối lượng thấp này mà đang xu hướng đi xuống này, chúng ta chưa thể chúng ta mua được cái cổ phiếu này, tạm đợi xác nhận ta xem nó có đi lên hay không, nếu không chúng ta đứng ngoài. Khi mà chúng ta nhìn thật không thời gian nhỏ hơn thì bạn nhìn thấy rằng nó cũng đang đi ngang luôn, nó tạo vùng bên TR ở đây, và khi nó dao động như này và khối lượng nó mua lên ở đây, ở đây nó thấy rằng cái nến này tương đối thấp luôn, mà nó kéo được thì nó cần phải test lại, và khối lượng bán ra cũng không phải quá cao đối với cái việc công banh. Để chúng xem trang tiếp theo của hiệu ACB. ACB thì bạn thấy rằng cái nhận định là nó phải đi ngang luôn, đi ngang thì nó hấp thụ cung ở phía bên tay trái và ép bán ra ở phía dưới này. Thì ở phía này nó vẫn giữ được cái kênh của nó là giá đang nằm trên đường MA50 và MA20, và được xu hướng khác thì nó vẫn giữ được xu hướng của nó, chưa bị gãy xu hướng. Khối lượng bán hôm nay cũng thấp. Thì bạn nhìn thấy rằng cổ phiếu ACB ở khung thời gian 1 giờ nó đi lên rất mạnh này, và ngang bán ra nhưng mà khối lượng thấp, nó chờ đợi nó kéo lên. Chúng sang một kiểu nữa trong nhóm ngân hàng TCB đúng không? TCB hôm nay cũng giảm điểm luôn, nhưng mà ở vẫn được cái nền này thì nó khối lượng cũng có, khối lượng thì nó không quá cao. Thì khi không khối lượng không quá cao thì bạn thấy rằng nó hai cây nữa, hai cây nến này đều test này. Thì bây giờ đợi cái đến ngày mai, khi mà giá đã chạm vào đường MA150 thì nếu nó chạm vào đây thì cái xu hướng của nó sẽ bật lên trong thời gian tới. Tôi xem một hướng nữa là cổ phiếu BIDV nữa, BID. Thì đối với cổ phiếu này thì bạn thấy là nó vẫn ở cái nền đây, nó đang hình thành xây một cái nền dưới đây. Thì khi ở cái nền dưới này thì cái khối lượng nó cũng không, thanh khoản cũng có cao, thì chúng ta chờ đợi nhóm ngân hàng này là vẫn có hy vọng là nó sẽ kéo thị trường đẩy lên và không bị bán mạnh như ngày hôm nay. Nhìn chúng ta nhìn ở khung thời gian nhỏ hơn đấy, khung thời gian 1 giờ đấy thì vẫn đang đi ngang luôn. Khối lượng ở đây nó bán cũng tương đối là mạnh luôn trong khung thời gian 1 giờ, và chúng ta chờ đợi xem cổ phiếu này có bị gãy hay không. Còn về mặt bản chất thì nó đang không được đẹp, đang bị gãy với khối lượng bán ra rất mạnh thì ở cổ phiếu BIDV. Xem cổ phiếu MSB đúng không ạ? MSB thì nó cũng đi lên đây, hồi lại và rơi lại, khối lượng đang thanh khoản đang giảm, và khi được khối lượng thanh khoản giảm này gặp vùng hỗ trợ mạnh của nó thì nó sẽ bật lên. Bật lên thì chúng ta xem xét xem cái khối lượng có cao hay không, còn ở đây chúng ta gặp khối lượng thấp không ạ, khối lượng lên tương đối thấp. Đây cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu STB. STB hôm nay là khối lượng mua mạnh hơn 143 tỷ, khối lượng ở đây cũng không có cao,
nhưng trong một phiên giảm điểm mức Đức không quá cao. Còn ở khung thời gian nhỏ hơn là thời gian 1 giờ thì nó vẫn chưa bị phá cấu trúc, nó vẫn đang đây là cấu trúc đi xuống luôn, hồi lên vượt qua các đỉnh gần nhất, vượt qua các đỉnh gần nhất và chúng ta chờ đợi ở đây nó sẽ mua lên. Và khi mua lên thì nó sẽ lại tiếp tục xuống xuống tăng đến cổ phiếu STB. Chúng ta sang cổ phiếu nữa của nhóm ngân hàng OCB. OCB bạn thấy rằng ở đây nó gãy nền cái đáy gần nhất đây và nó tiếp cận cái đáy dưới của nó, cái nền dưới. Thì về cái nền dưới này là nền hỗ trợ và khối lượng nó tương đối là thấp và chuẩn bị rơi vùng quá bán, thì về vùng này các bạn có thể kênh tham gia một vị thế và đối với cổ phiếu OCB rồi. Sang cổ phiếu là cổ phiếu VIP, VIP đúng không ạ? VIP thì bạn thấy rằng nó cũng về lại cái vùng nền đây với cái nến nền mua lên đây, và VIP qua lại nền này với khối lượng thấp thì chúng ta cũng vẫn sẽ được kỳ vọng như cái nhóm ngân hàng là về vùng nền với khối lượng bán ra thấp thì sẽ bật lại trong thời gian tới. Còn ở đây khung thời gian nhỏ hơn, thời gian 1 giờ, khung thời gian 1 giờ thì ở đây nó hình thành và bắt đầu hình thành ra cái khung xuống đi lên đây. Khi nó vượt qua cái đỉnh này luôn, giá đã chớm vượt qua đỉnh và kéo lại xem nó có thoát khỏi cái chân giảm của nó không. Khi mà nó phá cái đáy này thì nó sẽ là thay đổi cấu trúc là từ tăng xuống giảm. Còn hiện tại thì bạn nhìn thấy rằng hiện tại về cấu trúc của nó thì đang xuống giảm luôn, nó lên đây, nó lên tận đỉnh gãy đáy đây. Cái đáy đây nó bị gãy cái đáy này và không tạo ra đỉnh mới cao hơn, thì đây là xuống giảm phá đáy luôn. Và đây ở đây thì nó đã vượt qua cái đỉnh cũ, đây là vượt qua đỉnh cũ, như vậy chúng ta chờ đợi xem nó không tạo ra đáy mới thấp hơn thì nó sẽ tiếp tục đi lên phía trên 22 này. Chúng sang cổ phiếu nữa của VIB, VBB. VIB ngày hôm qua tăng, hôm nay vẫn giữ được sắc xanh của nó đúng không ạ? Vẫn giữ sắc xanh. Là cổ phiếu trụ thị trường và cổ phiếu này nhìn ra rất tin về cổ tức. VBB vẫn đi lên và không có điểm mua chúng ta. Chúng sang cổ phiếu nữa, HTB. HTB cũng là cổ phiếu chúng ta cần quan sát đúng không ạ? Và lên vùng trên này là vùng dao động mạnh, thì ở đây nó cũng đang dao động mạnh thì hôm nay khối lượng nó cũng hơi cao đúng không ạ? Khối lượng cao là hấp thụ toàn bộ cái vùng bên này, hấp thụ cùng ở phía bên tay trái này, vì vậy chúng ta kỳ vọng rằng nó về lại vùng dưới này thì nó sẽ áp lực bán nó sẽ giảm bớt. Còn không thời gian, không thời gian nhỏ hơn thì như thế nào? Không thời gian nhỏ hơn ở không gian 1 giờ đúng không ạ, thì cấu trúc nó thay đổi hay chưa? Về mặt nhìn bằng mắt thường chúng ta vẫn thấy cấu trúc chưa bị thay đổi bằng việc vẫn tạo ra đỉnh mới cao hơn, đỉnh cũ vẫn đang ở cao hơn đỉnh cũ, đáy mới cao hơn đáy cũ, đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, nó chưa có thể bị thay đổi xu hướng. Chúng sang cổ phiếu nữa trong cái nhóm này là cổ phiếu SHB đi ạ. SHB về lại cái nền luôn, khối lượng hơi thấp, chỉ số RSI đang đi ngang và chỉ đang bằng 34, như vậy nên nó gãy vùng này, gãy đường MA 200 nó bật lên và được rồi yếu lên thì nó sẽ lại tìm lại cái đỉnh cũ ở vùng 13 của chúng ta. Chúng ta sang cổ phiếu nữa của LPB. LPB bạn nhìn thấy rằng nó đây nó gãy đúng không ạ, và đang xuống hồi khối lượng tương đối thấp thì ở đây có thể nó gãy lại về vùng dưới này trước khi nó bật lên. Đây cổ phiếu LPB. Chúng ta sang cổ phiếu EIB. EIB thì nó về lại cái nền này của nó đây rồi, về lại cái nền này thì khi về cái nền này nó khối lượng bán ra, chỉ số RSI đang vùng 37, như vậy nếu như nó có giảm về đây thấp hơn thì chỉ số RSI nó vẫn cao hơn, như vậy nó sẽ sắp sửa xảy ra phần kỳ dương từ cổ phiếu EIB về lại cái đỉnh cũ thì 21 để nó tiếp tục cái giai đoạn của cổ phiếu.
Với TVB là cổ phiếu cuối cùng trong nhóm ngân hàng thì nãy chúng ta đã phân tích ngay ở đầu 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 buổi đúng không ạ? Thì ở đây nó đã về lại cái vùng nền này rồi, khối lượng thấp như này thì việc lý do chúng ta bán ra thì cũng không thể là bán được nữa. Và chỉ rơi là vùng 32, ngày mai nó có thể xuống thì rơi vào vùng 30, tức là vùng quá bán, thì chúng ta chỉ có thể giữ cổ phiếu này. Và nếu ta mua thì chỉ mua một chút vị thế, nếu như nó giảm, tiếp tục giảm. Và nếu nó giảm được thì khi đó nó quay lại là vùng 18 đây. Đây là toàn bộ phân tích của tôi về cái hai nhóm chính của chúng ta, là nhóm chứng khoán và nhóm ngân hàng. Thì hai nhóm này thì hôm nay cái nhóm chứng khoán là bị bán được phiên ATC rất mạnh, còn nhóm ngân hàng vẫn giữ được cái nhịp nó không bị bán mạnh nữa thôi. Và còn khối lượng của nó thì nó vẫn khối lượng thấp rồi. Vì chúng ta phải chờ đợi xem thị trường ngày mai nó diễn ra như thế nào. Nếu như ở đầu phiên nó dùng lắc nó tiếp tục đẩy xuống giá xuống thì cuối phiên nó sẽ kéo lên, còn ngược lại nếu như ngày mai nó vẫn kéo lên với khối lượng thấp thì chúng ta vẫn đứng ngoài quan sát, còn nếu kéo lên khối lượng cao thì nó sẽ theo thiên hồi phục của thị trường, làm đang chờ đợi xem thị trường diễn biến như thế nào. Còn đối với chỉ số của VN30 thì bạn nhìn thấy rõ ràng nó quay lại về test lại cái đáy này, và khi test lại đáy nó không nó một là nó tạo ra cái phiên swap spin luôn, đây là một xu đi xuống rồi, cái phiên này là phiên hồi lên VSS đúng không, tạo ra SC, tạo ra AR, thì ở đây có thể nó cũng có pha spin với việc đánh gãy cái đường MA150 của thị trường, và nó chờ đợi xem thị trường như thế nào bởi vì khối lượng cũng không quá cao. Và nếu như ngày mai nó có gãy vùng dưới này đúng không ạ, thì nó tạo ra một đáy mới, nhưng mà cái chỉ RSI đang ở vùng vẫn cao hơn thì sẽ xảy ra cái phân kỳ dương và thay đổi cấu trúc và từ giảm sang tăng trong thời gian tới. Với việc mà dòng ngân hàng và dòng chứng khoán và đồng loạt tăng lên thì chỉ số sẽ tiếp tục đi lên. Thì đấy là phân tích của nhận định của tôi về cái hai nhóm chính, các bạn bạn có thể tham khảo, và đây là nhận định của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh bằng cách bấm một quả chuông để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Kênh hướng dẫn đầu tư chứng khoán phái sinh Forex Vàng dựa trên phương pháp Wickout kết hợp bờ doi action phân tích hành động giá và dựa trên cấu trúc thị trường ECMC để xác định xu hướng của biểu đồ giá trong chứng khoán. Hãy bấm chuông để đăng ký kênh. Và SICK Invest chia sẻ kiến thức nền tảng về đầu tư chứng khoán.